is better grill, nicer bumper. The black part of the car, the plastic black part, is painted. So that's the difference. I see. But everything is basically the same. Same horsepower. Same interior. Same seats. Okay. Does it have massage, man? This one doesn't. Mở cửa coi bên trong nè. Rồi đi sau anh nè, đi sau anh. Rồi vô đi. Finally. Anh lắm cái mà. Massage. This particular one doesn't have massage, but it has your 64 ambient light color that you can change colors. If it's massaging seats under seats over here, it will show you massaging. This one doesn't have, but this one has your ambient light. You can change to whatever color you want to, and you can, or you can do voice control. I'll show it to you later. Let's go drive it first. Sure, let's go. Okay. No, it's turn right here. What do you do? I own the business, nail salon. Oh, okay. Baby, brand new TOE. Mà phải nói công nhận nha, người Việt mình nói Gilbert of Mercedes á, rất là dễ điều, xe giá mềm nữa, nhưng mà mình không kinh. Mà bữa nay mình đi mình mới kinh nha các bạn. Xe nó bao la bát ngát luôn. Đó. Ok các bạn. 68.160 đô nha các bạn. Ok. Chiếc này là Freeway là được 27 mile nè. CD là 20, combine 23. Sorry các bạn. 68.160. Ồ, màn hình có 12.3 inch, 255 mã lực. Đó, giờ mình quay vòng cho các bạn coi nha. Đó, mình đổi thằng đó vô. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình quyết định mang cái chiếc 16 Acura MDX này vô đổi lấy chiếc 2024 TOE với lại AMG Trim Sport Package. Thì cái chiếc Mercedes này á, là nó đòi tới 68.160 đô lận các bạn. Mình đi thử test AMG Package nè, Sport nha các bạn. À, có wheels AMG nè. You don't mind, right? I do YouTuber. YouTube. I wanna bring my people in for you. Thank you. Vietnamese. Make sure they ask for me. Okay. So, am I treating you good? Oh, I don't like to say to be like, you know, mean and doesn't want to reply to my question, you know. I said, did I answer all your questions? Did I treat you good? That okay. Make sure give me a business call so I will take a picture and post on my Instagram. I know. Let's follow each other. Follow me. YouTube. Yeah, let's go drive first. Okay, let's ride first. Come on. Fuel reserve. That means it's low fuel, right? It's fine. We have enough fuel to. Okay. So what are the horsepower between this and the other one? It's the same horsepower. Same horsepower. The only difference is this is the sport package. It's the look. It looks nicer. But my wife taking care of it. Okay, so that's smart. So my favorite hobby is to do review vlog about cars and restaurant. Got it. Yeah. Right over here. So that's why I could keep everything in memory, you know. Got it. Turn right. Go straight all the way. Straight other way. Turn right on that next slide. What about any select mode on this one? Sport? They do the same thing. Okay. You got your sport plus comfort. Okay. Individual. Okay. Let's sport gives you more torque. Okay. That's about it. Let's see what it is. Yeah. Turn right here. You know, are you married? No. Okay. So turn when right. You married, it's all up to the wife. Oh, you know? I agree. Take the middle lane all the way straight. Oh my God. Take the middle lane. All the way straight. Man, your people are the really nice action, bro. Right? English action, really nice. Huh? Your people, the action of your speaking English are really good. I have a few customers, Chinese and Korean, they speak English, oof, like smoothly.
better than us. For real, I'm for real. No, it's the same. It's the same. Just go straight all the way. Okay. On Pecos, we turn. On Lindsay, we turn right. So that's two lights from now. Okay. What are those? This is right here. Nothing. It's just. Oh, I thought it's a subwoofer or something. No, it's over here. On right over, or it's over here. The speaker's over here okay. By the door. I see. Over there in the on the back. So let me ask you, why? How come the GLC and the GLC and the E-Class, they have the screen right here in the middle? Because those are the newer design. Newer this design. This is the older design, so you have this one. The GLC, it's a new design, it just came out. So you got the middle one together with the C-Class. Mm. But all the S-Class is a newer design as well, it's the middle. Mm-hmm. Most of them are like this because it's an older design. Take the right lane all the way straight. Mm-hmm. Like it? The power? Let me punch it. You see sure, what happened? Go punch it. Yeah. When we go to the freeway, we can punch it. Yes, sir. That's right. I'm only go 45 right here. Good. Yeah. Gilbert cops are unforgiving. They I know. I used to be an Uber driver. Oh, you are? Yes, I drive all over the world. Oh, that's nice. Just for experience. So whenever I don't have a job, you know, I can do Uber or DoorDash. Turn right. Yeah. We'll be okay for 56 mile, huh? Uh-huh. Okay. No, we can go 65, 70 over here. Okay. Yeah. Just want to check it. I think 70 is good. Yeah. Turn right. Okay. Take the inside lane. Mm-hmm. Just the inside lane. Don't go to the freeway. Yes. Okay. So you don't have to bob with the traffic. It's over here. That's all yours. Take the left lane. What are these? Straight. 9 speed or 10 speed? Oh. 9 speed. 9 speed. Yeah. Step on it. You're good. Step on it. There's no car here. That's why I told you it's good. See, look. You're at 75 right now. That's good. Just want you to know the how smooth the car is. Yeah, yeah. Yeah. Better. Better than go to the freeway, you know. Excuse me? Better than go to the freeway. Oh, yeah. Go straight, then turn right at this light. Then we're almost back to the collision. Yep. Okay, now it's my turn language, okay? Okay. Xe này cũng ok lắm các bạn. Nhưng mà có điều nếu mà các bạn nào mà mong muốn mạnh hơn nữa thì cái này là không phải của các bạn nha. Bởi vì nó có inline 4 thôi. Inline 4 turbo. How many horsepower? 255 horses. Inline 4 turbo mà chỉ được có 255 mã lực thôi các bạn. Cho nên các bạn nào mà có gia đình mà để ý tưởng mà mua thằng này á thì các bạn phải. What about the 450? Is that one an upgrade engine? That's a 6-cylinder turbo. Okay, good. So các bạn nào mà may xe mà giọt cả thì các bạn phải mua 450 nha. Chứ còn 350 thì hơi yếu. Okay, không có ấy cho lắm, mạnh cho lắm. Nhưng mà bên trong thì phải trang các bạn. Đổi đèn đúng rồi nè. Độ ba là mát ngát luôn. Bà xá mình thì thích màu trắng. Còn cái màu xi măng cát nấy bà không thích. Nhưng mà được cái là màu trắng với màu kia cũng 2024. Mà chiếc kia này nó chạy được 3.000 mile rồi các bạn. Còn chiếc này mới ken và ren luôn. Mắc hơn có 1.000 mấy. Ngon hơn. Đó. Được lắm chứ. What do you drive? I drive a GT. GT. Six-man GT. Oh my goodness. For real? 63 or 53? No, 43. 43. That's still bomb, bro. Twin turbo V6. Correct. Nice. Does this one have self parking? Like when you back it up, does. It does. It does. Mm-hmm. But we're not gonna try. No, but it does, right? No, I mean it does, but it's the system's not built for it because it takes a long time for the car to self park. I see. You know, it's gonna adjust forward, backward, forward. So, backward. I'm thinking the best cars is Tesla still, right? For self parking. Technology is correct. No doubt.
But still, it takes a long time for them to park the car. Yep, because self-pocket, self-driving, mainly Tesla. Correct. Turn left over. They did all that kind of job, you know. Their technology is amazing. Yep. Straight. We can park right next to that, your old one. My old one. The car you're driving. So we can, if you want to... film it. Give it, estimate it. I need to get the VIN. Sure. Turn right over. Not a problem. Just park over here in the front. It's easier. Yep. Should follow me, man. So that's why I can shoot you some customer. Đây là chỗ mà làm cà phê. Các bạn muốn uống gì cũng được. Latte, cappuccino cũng được. Mới lấy được cái bánh này. Quá đã. Còn đây đường mấy cream quỳ các bạn muốn nha. Hấp hấp có luôn. Ok, mừng quá các bạn ơi. Chiếc này là mới kem brand luôn. Có AMG Dream, có self parking luôn. Rồi có heat cooling, navigation, blind spot. Rồi có cái gì nữa ta? Có được cái đặc biệt nữa là cái mâm của AMG nha các bạn. Với cái dàn đầu nữa cũng là của AMG luôn. Put my name on. For me, huh? No, just you. Just me? Let's put 20,800. 20,000? Yeah. Unknown Lim. Yeah. New pre-owned sales representative. Là một người đàn ông rất là uy tín và rất là vui vẻ nha các bạn. Take a picture of no one. I sell 600 cars a year, so you get to see it. Các bạn nào mà muốn mua xem Mercedes mà giá mềm thì cứ cỡ đây nha các bạn. Cỡ nào cũng có thể chẳng. What's your name of the employer? Ok các bạn, bây giờ là các bạn thấy rồi đó. 8.9 gần 9 chấm nha các bạn, 72 tháng. 15.000 đồng thì mỗi tháng các bạn trả là 895 đồng. Còn cái xe của mình đó các bạn, nó lấy được có 8.000 thôi các bạn, cho allow đó. Còn cái near 3 lần là 64.000, bây giờ mình bắt đầu mình vô mà trả giá nha các bạn. Đây có chiếc Lexus nè các bạn, chắc là ES nè, 2023, 41.900. 87 F-Sport luôn nha các bạn. Còn đây IS nè. F-Sport. Không có F-Sport. 47.994 đô 2022. Trong cái da màu đỏ luôn mày. Một xe đây được lắm nha các bạn. Không có nói thách nhiều. Đây F-Sport các bạn đây. Nó chụp bóp cái logo ra thôi. Nó dán clip ra trước luôn nè. 2022 nha. 24 thì như tầm đâu cũng là 53-54 ngàn á, thì cũng rẻ được đâu 6 ngàn. Mà cái clear bra rất là good cho Arizona. Bên này thì ES tiếp 29.994 2018. Màu này giống như của mấy bác đi á các bạn ơi. Thì mình mua xe được rồi. Giờ đang làm giấy tờ chờ thủ tục thôi. Giá mua là 61. Giá mà finance là 46. Trừ đi 15 ngàn mình down xuống. Rồi đây có chiếc 2021 Lexus NX 300 thì phải. 31.987 đô. GLC 4. Mình thích vậy đó các bạn. Mua xe mà trong ngày luôn, trả giá được cái là bụp luôn. Coi như là tính ra là bớt được gần 3.500 nha các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Quá sung sướng. Vợ mình thì mình đi làm rồi, chỉ có mình đi mua thôi. Và lần trước thì mình không được chạy thử, mà lần này thì mình được chạy thử. Đối với mình thì cũng mạnh vừa thôi, không mạnh lắm. Tại vì nếu mà với các bạn
mà trẻ mà thích mặt với lại đam mê thì cốc độ thì các bạn nên mua 450 nha các bạn, còn GOE 350 ok thôi chứ không có thuộc loại là mặt mà giọt cho lắm. Mà lên cái V6 Twin Turbo mới được các bạn ơi. Chứ còn Inline 4 Turbo thì chỉ có 255 mã lực. Không có dòng Mercedes thì máy nó nhỏ hơn chiếc Lexus vừa rồi mình coi đó, TX350 đó, 2.4 đó mà chạy yếu xìu các bạn ơi. Đó, xe quá trời xe luôn nè. Xe 300 nha, 31.994, 2020 E300 37.994. Wow, quá trời xe luôn. Cái chiếc của mình đó là mình coi hết rồi, mấy chỗ khác là toàn là bán với cái giá mà 72 cho đến 73 ngàn không mà các bạn ơi. MSRP đó nha, giá khởi đầu đó, chưa có thuế má, chưa có biển số gì hết trơn á. Còn chỗ này là 68.160 đô, là coi như là giá mềm hơn tất cả các chỗ. Rất sướng khi mà đi mua xe mà không phải đắn đo con số này nọ, rồi đợi chờ phone nhắn tin có deal hay không deal, rất là sướng các bạn. Đây dòng 2021 GOE 2021 mâm đẹp gớm chứ. Có các bạn thấy không, Sport Package là có cái cản là đứng lên nè, là có cái AMG nè, wheel nè. Rồi nhiều lắm các bạn ơi, rất là nhiều option, kể không hết nổi. Để mình đi mình kiếm chiếc basic quay cho các bạn coi nha, mà không thấy đâu hết đó. Ồ đây có King Kong nè, 2018 ngày xưa nó gọi là Q56 thì phải, giờ là Q80 nha. Wow, khổng lồ luôn á. Oh my god, cũng không thua kém như Lexus với lại Mercedes-Benz nha các bạn. Nhưng có điều chú này thì thôi, khủng hàng khủng mà, 5.6 lít V8. Trời ơi, oh, giờ nó gọi là QX80 nha các bạn. Còn đây là Nissan Altima SR màu đen hot nè các bạn, Simon Gray nè, 26.994 đô, 2023. Hello, xin chào mọi người nha. Thì video đầu trước á, là vợ mình đi coi Mercedes ở đây nè, Mercedes-Benz of Scottsdale nè, trên đường Highland với lại Chaparro nha các bạn, gần Fashion Square Mall. Thì quyết định của cô là GOE nha các bạn, bởi vì GOC 5 chỗ nhỏ quá. Còn GOE thì nó bự hơn, thoải mái hơn, cũng 5 chỗ luôn. Quyết định bây giờ hôm nay là mình sẽ đi bỏ chiếc Acura 2016 này vô, MDX này vô, cũ lắm rồi. Mình sẽ đổi lấy chiếc 2024 Mercedes GOE 350 màu trắng. Giá của nó là 64.900. Còn không biết là chạy được bao nhiêu thì mình không biết. Nhưng mà hôm nay á, là cái chính là mình có vài cái bí quyết làm sao để giúp các bạn mua được giá mềm và chạy giá thấp cho xe mà các bạn muốn. Và mấy cái ưu điểm đầu tiên đó là, ví dụ giống như các bạn vô các bạn gặp thằng salesman đi, rồi nói chuyện này nọ, coi xe này nọ, thì các bạn đừng ra cử chỉ giống như là chỉ ồ, tao thích cái màu này, tao thích cái mâm này quá, tao thích cái ghế, cái dàn dash này nọ. Thì và cái thứ hai nó khi mà test drive thì hắn sẽ hỏi, bảo đảm luôn, ai cũng sẽ hỏi thôi, salesman hay là saleswoman đều hỏi hết là bạn thấy làm sao, lái xe này thấy cảm giác làm sao, thích thú không và có thích xe này không. Thì các bạn đều ra một cái quan niệm là tạo ra giống như là ồ, cũng bình thường thôi, cũng
cũng không có đặc biệt gì cho lắm. Thì cái quan niệm của nó đánh tâm lý ở đây á, là nếu mà các bạn là chỉ chỗ hay là sở thích, oh my god, thích xe này quá này nọ, thì nếu mà đánh tâm lý các bạn thích xe rồi là các bạn khó điều giá lắm. Thì khi mà vô mà mua xe đó là nó sẽ bằng mọi giá luôn, nó sẽ dù các bạn mua gap insurance này nọ luôn, thì tuyệt đối là các bạn đừng mua mấy cái đó nha. Bởi vì mấy cái gap insurance đó là ví dụ giống như các bạn ở thành phố nào mà có lũ lụt nhiều á, đó, xe bị lũ lụt đó, rồi á, ví dụ giống như các bạn mua gap insurance là nó good một cái á, là các bạn bị đụng xe, mà thường á mà các bạn mượn tiền nhà băng á mà các bạn đụng xe á, thì nó không có thô đồ đó cái xe đâu, nó sẽ sửa hoàn toàn cái xe lại cho các bạn. Thì nếu mà các bạn có gap insurance á, là nó sẽ trả hết nợ cho các bạn cái xe đó luôn đó. Ví dụ các bạn mua 50, các bạn còn thiếu lại 30 đi, thì nó sẽ thô đồ đó cái xe đó automatic cho các bạn luôn. Nhưng mà nó có cần, mắc lắm. Một cái package gap insurance rất mắc, cho nên là các bạn không nên mua, không có tốt. Và các bạn phải nghiêm chỉnh, và khi trả giá là chỉ một giá một thôi. Ví dụ đi, nó mà đưa ra một con số mà 68.000 euro đô nè, tính cả tiền thuế, tiền lệ phí, tiền mọi thứ vân vân nha, 68.000 đô, thì mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ đưa ra một con số là trả xuống tầm đâu là mới đầu á, là trả xuống tầm đâu là 4.500, sau đó rồi bắt đầu mình mới lên dần dần, mà lên dần dần là lên đúng 3 lần thôi nha, 4.500, rồi lên cuối cùng là có chừng 3.500, rồi nếu mà không được á, thì mình quốc đích mình đi thôi. Đó, cái đó là mấy cái bí quyết và mình đã trải nghiệm, mình đã biết và chia sẻ cho các bạn mua giá xe cho nó hợp lý hơn. Ok.